Chào các em, hôm nay mình sẽ sang bài số 19 là bài cuối cùng của chương trình khóa 11 là carboxylic acid. Thì chúng ta sẽ có những cái chất như là chúng ta rất là quen thuộc như là giấm ăn nè, hoặc là chanh, những cái chất có vị chua tự nhiên ha, hoặc là sữa chua. Thì chúng ta thấy là những cái chất này là thành phần chính của nó chính là carboxylic acid. Thì loại hợp chất này nó có rất là nhiều ứng dụng ha. Vậy chúng ta cùng tìm hiểu về thứ nhất là khái niệm cấu trúc và danh pháp của carboxylic acid. Thì những cái chất này nó có nhóm chất là COOH. Thì chúng ta thấy cái cấu tạo của nó là COOH. Rồi. Những cái nhóm chất này thì nó có thể có một nhóm hoặc là nhiều nhóm COOH như thế này. Thì chúng ta gọi đó là những cái hợp chất carboxylic acid. Thì những cái hợp chất mà có nhóm chất là carboxyl này thì nó phân tích ra là gồm cái nhóm OH liên kết với nhóm CO ha. Mình gọi là nhóm COOH. Thì nhóm COOH nó có thể có một thì mình gọi là đơn chất. Và cái gốc này nếu mà nó no, nó không no rồi nó thơm thì chúng ta có những cái loại khác nhau của axit này. Hoặc là chúng ta có nhiều nhóm chất COOH thì chúng ta có những cái axit đa chất ha. Thì những cái chất mà no, đơn mà thở thì chúng ta sẽ gộp chung lại một cái dãy đồng đẳng à, và chúng ta có công thức chung như thế này. Đối với cái nhóm mà COH á, thì chúng ta thấy cái sự phân cực của liên kết OH khá là lớn. Lý do là vì ở đây nó có một cái liên kết đôi này, nó rút electron về phía nó cho nên cái OH này rất là phân cực. Thì cái chất mà chúng ta có ở đây là cái mô hình cấu tạo phân tử của acetic acid á. Thì đây là bình thường nó là giấm ăn với cái nồng độ loãng thôi. Còn nếu mà nó nguyên chất thì nó là chất lỏng có mùi sóc, và vì nó là axit cho nên nó dễ gây bỏng da. Cho nên khi tiếp xúc thì chúng ta cần cẩn thận. Vậy tóm lại, carboxylic acid là hợp chất hữu cơ có nhóm là COH. Carboxyl liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon hoặc nguyên tử hydrogen. Và công thức của carboxylic acid đơn chất no mà thở đó là CNH hay là cộng 1 COH với N lớn bằng 0. Chúng ta cần ghi nhớ cái công thức chung này à, là vì là cái loại carboxylic acid đơn chất no mà thở chúng ta sử dụng nhiều. Tiếp theo chúng ta đi sang phần viết công thức cấu tạo và gọi tên một số carboxylic acid. Thứ nhất là chúng ta có HCOH. Ở đây nhóm COH liên kết với một H thôi, là chất đầu dãy của acid no. Acid no thì chúng ta có là methanoic acid, hay tên thông thường là formic acid. Rồi, chúng ta có CH3COH là ethanoic acid, hay là còn gọi là acetic acid. Chúng ta có CH3CH2COH thì ở đây chúng ta thấy cái chữ cái đầu nó đi theo thứ tự là từ 1 tới 5 là cũng dễ nhớ ha. Còn tên thông thường thì chúng ta có là cũng cái cách đọc thì cũng giống với tiếng Việt á. Nói chung là axit là dễ đọc tên so với những chất khác rồi đó. Ha. Ví dụ như là chúng ta có propionic acid, butyric acid, valeric acid, acrylic acid, rất là dễ đọc so với những cái chất khác ha. Chúng ta cứ đọc từ từ cho nó quen. Vậy thì tóm lại thì cái danh pháp á, đối với lại cái carboxylic acid thì chúng ta có gì, cũng là số chỉ vị trí nhánh tên hydrocarbon ứng với mặt chính. Bỏ cái từ Y đi ha, chữ E đi, rồi chúng ta thêm cái từ là OX và thêm từ acid vào OX, OIC, OX thêm cái từ acid vào thì chúng ta có cái tên gọi theo danh pháp thay thế của carboxylic acid. Rồi, tiếp theo là mình xét cái tính chất vật lý. Thì mình thấy là cái bảng thống kê này, qua cái bảng này mình thấy được cái trạng thái, rồi nhiệt độ sôi, rồi độ tan. Thì mình thấy là so với những cái alcohol hay là aldehyde ketone tương ứng thì nhiệt độ sôi của carboxylic acid cao hơn, vì nó có liên kết hydrogen giữa hai phân tử hoặc là giữa nhiều cái phân tử. Rồi thứ hai là nó tan nhiều hơn, cái độ tan nó rất là tốt nha, chúng ta thấy là tan vô hạn trong nước nhiều nè. Lý do là vì nó có liên kết hydrogen đó với nước, và độ tan này thì nó cũng giảm dần theo chiều tăng của C càng lớn thì độ tan càng giảm nha. Chúng ta thấy được cái tính chất vật lý của các
carboxylic acid nó biến đổi như thế. Về tính chất hóa học thì chúng ta thấy cái liên kết OH này cực kỳ phân cực so với cái liên kết OH bình thường của alcohol hay là phenol thì nó phân cực hơn, cho nên là cái tính axit nó thể hiện rõ ràng. Thì chúng ta sẽ xét thứ nhất là tính axit. Tính axit của carboxylic acid thì nó thể hiện đầy đủ, cho nên nó có thể làm đổi màu bị tím nè, có thể tác dụng với lại kim loại hoặc là base oxide đúng không? Thì chúng ta basic oxide hoặc là tác dụng với kim loại nè, đứng trước là hydrogen trong cái dãy hoạt động hóa học vân. Có rất là nhiều cái phương trình hóa học chúng ta cần viết nha. Chúng ta tập luyện viết cho nó quen chỗ này để thể hiện tính axit. Axit của anh này thì anh này cũng là một cái axit yếu nhưng mà so với cái những cái chất hữu cơ khác, tính axit nó đã trội hơn, như giống như trong chương trình chúng ta học đó, chúng ta thấy nó trội hơn. Tiếp theo là mình sang phần ester hóa. Cái ester hóa thì là nó tạo ra cái hợp chất, ví dụ như ở đây mình có cái phương trình là của nhóm COH tác dụng với lại một cái alcohol là CH5OH, thì ở đây nó tạo ra phân tử nước ở đây, rồi nó tạo ra cái nhóm chất mới là COO ở đây CH5. Thì cái chất này có mùi đặc trưng ha, ethyl acetate, thì cái chất này nó có mùi đặc trưng, mình gọi là hợp chất ester. Phản ứng này gọi là phản ứng ester hóa, vẫn thuận nghịch hai chiều, có xúc tác H24 đặc nhiệt độ. Vậy thì tóm lại là carboxylic acid có những tính chất là làm đổi màu quỷ tím nè, phản ứng với một số kim loại oxide, base hoặc là muối, hoặc là tạo alcohol với tạo phản ứng ester, tạo phản ứng ester hóa, đúng không? Rồi chúng ta qua phần số 4 là ứng dụng của một số carboxylic acid thông dụng. Thông dụng thì thứ nhất chúng ta có là formic acid, thì được dùng để làm trong công nghiệp nhuộm da, cao su vân vân. Acidic acid thì CH3COH thì một cái chất rất là quen thuộc, thì nó được dùng để sản xuất những hợp chất khác trong công nghiệp, những chất hóa học khác. Hoặc là cái chất này quen thuộc nè, chúng ta có sử dụng trong cái sữa chua, lactic acid, thì nó là được sử dụng để làm thực phẩm ha. Propanoic acid là benzoic acid, acrylic acid là những cái chất được có rất là nhiều ứng dụng trong cuộc sống của mình. Vậy thì những cái sản phẩm của carboxylic acid có rất là nhiều ứng dụng trong thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, y tế và phẩm nhuộm nữa, đúng không? Thì chúng ta đi điều chế cái những cái hợp chất này bằng cách nào? Thì thứ nhất là chúng ta có thể là cho những cái alcohol oxy hóa để tạo ra trong công nghiệp. Người ta sử dụng cái phương pháp lên men giấm cũng có. Thì người ta sử dụng cái phương pháp lên men giấm là cho alcohol lên men, đúng không? Trong điều kiện là nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C có men giấm làm xúc tác. Hoặc là oxy hóa những alkene dài tạo thành những cái carboxylic acid ngắn hơn, dây ngắn hơn. Hoặc là những oxy hóa những cái alkene như C4H10 đó, tạo ra làm CH3COH. Vậy nói tóm lại là cái chất quan trọng nhất đó là CH3OH có thể được điều chế bằng phương pháp là, một là lên men giấm, hai là từ butane ha.